Mời quý vị và các bạn cùng chào ngày mới với phần điểm tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10. Ngày 14 tháng 10, đoàn đã có các cuộc làm việc với Bộ Kinh tế và Cơ quan Xúc tiến Kinh tế bang Thuringen. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An để hai bên cùng thảo luận, đưa ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực như công nghiệp kỹ thuật cao, các dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng kỹ thuật cao, chế biến thực phẩm an toàn và hợp tác liên kết đào tạo giữa các trường đại học, cao đẳng nghề, các trường trung học phổ thông. Tại hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2 năm 2019 diễn ra vào chiều 15 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc và đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Các đồng chí cũng nhấn mạnh để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò quan trọng của đội ngũ này, thời gian tới các cơ quan, đơn vị và người có uy tín phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò người có uy tín. Dịp này, 200 người có uy tín tiêu biểu dự hội nghị vinh dự được nhận khen thưởng các cấp. Ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng úng ngập. Tại thành phố Vinh, mưa to khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị chìm trong nước. Một số xã thuộc vùng hạ huyện Thanh Chương như Thanh Xuân, Thanh Lâm cũng bị chia cắt cục bộ, nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào hồi 11 giờ 40 phút trưa 15 tháng 10 trên đường tránh thành phố Vinh thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Chiếc xe tải lưu thông hướng Vinh, Hà Nội đã bất ngờ va chạm với xe khách đi ngược chiều, khiến phụ xe tải tử vong kẹt trong cabin, lái xe tải bị thương nặng. Phía xe khách có khoảng chục người bị thương. Cùng thời điểm đó, trên quốc lộ 48 đoạn ngã ba chợ xã Châu Bình, Quỳ Châu, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bất ngờ đâm vào hai vợ chồng trẻ đang đi xe máy qua đường rồi lao lên vỉa hè. Hậu quả khiến người chồng tử vong, còn người vợ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.